Sylvester Stallone từ kẻ vô danh bị chế giễu tới huyền thoại Hollywood. Nhắc đến Sylvester Stallone, người ta sẽ nhớ ngay đến một trong những ngôi sao phim hành động hàng đầu Hollywood. Thế nhưng đằng sau sự giàu có và nổi tiếng của ngày hôm nay, Stallone từng có thời chỉ là một diễn viên vô danh, nghèo khổ và thường bị từ chối nhận vai vì bị tật cơ mặt. Trong những ngày cùng cực nhất, ngôi sao Sylvester Stallone từng phải nuốt nước mắt bán đi chú chó thân yêu của mình với giá 25 đô la Mỹ, để rồi sau này, ông quyết tâm chuộc lại người bạn của mình với giá 15.000 đô. Những bước đường cùng. Sylvester Stallone, tên thật là Sylvester Gaudenzio Stallone, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946 tại New York. Gia đình nghèo đến mức mẹ ông phải sinh hạ ông trước cổng trường học với sự giúp sức của những sinh viên vụng về. Đó là nguyên nhân khiến đứa trẻ khi mới sinh ra đã bị tổn thương thần kinh cơ mặt, bị liệt phần mặt bên phải. Hậu quả việc này là Stallone suốt đời phải sống với tật nói lắp, cái môi dưới trễ xuống khiến ông trông có vẻ rất buồn cười. Vì bị tật cơ mặt, sau này trên màn ảnh, khán giả thường thấy gương mặt của ông có vẻ thiếu tự nhiên khi diễn và có cách nói với chiếc môi trễ xuống rất đặc trưng. Tuổi thơ ông trôi qua với những trận cãi vã của cha mẹ, những lần đội sổ và những lần bị bạn bè trêu chọc. Khi cha mẹ ly dị, Stallone chuyển về học ở một trường ngoại ô Philadelphia. 16 tuổi, Sylvester Stallone tình cờ phát hiện niềm đam mê diễn xuất sau khi tham gia một vở kịch địa phương và quyết định theo đuổi giấc mơ này. Vai diễn nhớ đời. Cách mà Stallone giành được vai diễn đầu tiên của mình là một minh chứng đầy thuyết phục cho việc ông sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu. Sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, Stallone mang theo một chiếc ghế đến trước văn phòng của người quản lý, nhất định ngồi lì ở đó không chịu đi đâu, cho đến khi họ cho ông một cơ hội diễn xuất. Sau nhiều giờ thi gan như thế, những người có trách nhiệm bắt đầu động lòng trắc ẩn. Họ hiểu rằng ông cần cơ hội đó đến thế nào nên đã nhượng bộ cho ông một vai diễn. Mặc dù ông chỉ được xuất hiện vài phút thêm vào cho có, nhưng đối với Stallone thì đó vẫn là thắng lợi và cũng là cột mốc đầu tiên trên con đường mà ông theo đuổi. Thật không may, sau lần đó vẫn tiếp tục là một chuỗi cố gắng bất thành khác trong nỗ lực có được một vai diễn dù là nhỏ nhất. Nếu có được vai diễn thì cũng chỉ là những vai rất nhỏ. Thậm chí, ông còn nghèo tới mức nhận lời tham gia Party at Katie and Sturt's năm 1970, một phim khiêu dâm hạng nhẹ. Nói về vai diễn nhớ đời này, Stallone chia sẻ, đó là thời điểm mà tôi phải chọn giữa đóng bộ phim ấy hoặc đi ăn cướp bởi tôi đã ở vực thẳm rồi. Lúc nghèo đói nhất, Sylvester Stallone bị chủ nhà trọ tống cổ ra đường. Ông đã có những ngày tháng sống lang thang như người vô gia cư cùng một chú chó, người bạn đồng hành thân thiết. 3 ngày ăn ngủ tại trạm xe buýt là 3 ngày cùng cực nhất cuộc đời Stallone. Chàng trai 26 tuổi năm ấy đã không kìm nổi những giọt nước mắt khi nhìn chú chó yêu thương chịu cảnh đói khổ cùng mình. Ấy cũng là lúc Stallone quyết định bán người bạn trung thành cho một người ở quán rượu với giá 25 đô la Mỹ vì ông không còn tiền để mua thức ăn cho chú chó. Đỉnh cao của khánh kiệt trong cuộc đời Sylvester Stallone là như vậy đấy. Không bao giờ bán rẻ giấc mơ. Định mệnh đến với Stallone khi ông xem một trận đấm bốc kinh điển giữa Muhammad Ali và Chuck Webner ngày 21 tháng 3 năm 1975. Cảm hứng của một trận so găng giữa Chuck Webner không chịu đầu hàng dù yếu thế hơn tay đấm huyền thoại Ali đã khiến Stallone lao vào viết một kịch bản cho riêng mình. Tôi nhận ra rằng cách duy nhất để thể hiện bản thân là tự tạo cho mình một vai diễn trong kịch bản do chính mình viết. Nam diễn viên nhớ lại thời khắc đó. Sau 3 ngày miệt mài với những dòng chữ tuôn trào đầy cảm xúc, kịch bản Rocky dài 90 trang hoàn thành. Sylvester Stallone đem chào bán đứa con tinh thần đầu lòng của mình cho những nhà làm phim. Ông nhận được phản hồi từ một nhà làm phim đồng ý mua lại kịch bản Rocky với mức giá 125.000 đô la Mỹ. Với một người đang gặp khó khăn như Sylvester Stallone, những tưởng ông sẽ nhanh chóng chấp nhận số tiền không hề nhỏ đó. Thế nhưng, ông lại ra điều kiện, đó là nhà sản xuất phải cho đóng vai chính trong Rocky. Tất nhiên, nhà làm phim hoàn toàn không đồng ý. Họ muốn một diễn viên thực thụ, một ngôi sao gạo cội, chứ không phải là một diễn viên nhỏ vô danh bấy giờ như Stallone. Họ còn chế giễu Stallone khi ông có những biểu cảm thiếu tự nhiên và giọng nói được cười. Giữ vững niềm tin, Stallone cầm kịch bản ra về. Một vài tuần sau, nhà làm phim liên lạc lại với ông và nâng giá kịch bản lên 250.000 đô la Mỹ. Nam diễn viên vô danh ngày ấy vẫn kiên quyết từ chối. Ông nói rằng sẽ không bao giờ bán rẻ giấc mơ, dù sau đó nhà làm phim lại nâng giá 350.000 đô la Mỹ cho tới 1 triệu đô la Mỹ.
Tôi tự nhủ, mình đã sống với cảnh nghèo quen rồi mà, và quyết định từ chối. Bởi tôi biết nếu mình bán đi kịch bản và bộ phim thành công mà không có tôi trong đó, tôi sẽ đi tự tử mất. Stallone nhớ lại những ngày đấu tranh tư tưởng để có được vai chính trong bộ phim ông viết kịch bản. Cuối cùng, nhà làm phim nhượng bộ, họ đồng ý cho ông thủ vai chính với mức giá trả cho kịch bản phim giảm xuống còn 35.000 đô la Mỹ và ra điều kiện chỉ cho sản xuất với chi phí 1 triệu đô la Mỹ như ban đầu. Stallone lập tức vui vẻ nhận lời. Huyền thoại Rocky Balboa ra đời. Bộ phim được quay cấp tốc trong 28 ngày với kinh phí eo hẹp. Để có thể tiết kiệm chi phí cho tác phẩm, Sylvester Stallone phải nhờ cha, em trai và vợ mình tham gia đoàn phim. Về phía mình, vì một Rocky Balboa huyền thoại, Stallone lao vào tập luyện không ngừng. Trong nửa năm trước ngày khởi quay, đôi chân ông luôn mỏi rã rời, những đốt ngón tay sưng phù do tập đấm bốc. Sự cố gắng của Stallone cuối cùng cũng được đền đáp khi Rocky, bộ phim nói về một võ sĩ quyền Anh không đầu hàng số phận, dù lạc lõng với thời cuộc, đã trở thành hiện tượng phòng vé ăn khách nhất năm 1976. Chưa dừng lại ở con số 225 triệu đô la Mỹ, Rocky còn có chiến thắng 3 trong tổng số 10 đề cử Oscar. Sau hai huyền thoại Charlie Chaplin, Vua hề Sắc Lô và Orson Welles, Stallone vinh dự là cái tên được đề cử Oscar cho cả hai giải danh giá, nam diễn viên chính lẫn biên kịch. Rocky đã trở thành một trong những bộ phim về quyền Anh hay nhất mọi thời đại. Rocky Balboa do Stallone thủ vai đã trở thành một vai diễn kinh điển, một biểu tượng văn hóa, một tấm gương về sự vươn lên và sau này còn được dựng tượng tại thành phố Philadelphia. Có thể nói, sự đổi đời của Stallone và Rocky giống nhau đến kỳ lạ và đem đến cho người xem niềm tin rằng họ có thể đạt được ước mơ của mình với một ý chí quyết tâm sắt đá. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Người hùng phim hành động của nước Mỹ. Sau thành công của Rocky, Sylvester Stallone nhanh chóng vươn lên trở thành một ngôi sao mới đầy tiềm năng của Hollywood. Dù đã thử qua một số thể loại phim khác, nhưng Stallone vẫn gây ấn tượng với khán giả trong hình ảnh một người hùng hành động mạnh mẽ, gan lì. Ông đã làm nên một thương hiệu Sly khó trộn lẫn trong bối cảnh các lớp diễn viên trẻ ngày càng tài hoa nổi tiếng. Thập niên 80 đánh dấu sự gắn bó của Sylvester Stallone với nhân vật John Rambo trong loạt phim Rambo 4 phần. Đây cũng là loạt phim ăn khách, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn. Năm 2004, nam diễn viên vinh dự cùng với tài tử Tom Cruise được chọn vào đội hình rước đuốc cho đại hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic khi nó được mang tới Los Angeles. Ngôi sao Rocky còn lấn sân sang lĩnh vực báo chí khi tự tay biên tập tạp chí Sly, biệt danh của Stallone. Tạp chí này xuất bản số đầu tiên dành riêng cho các quý ông từ 35 đến 55 tuổi năm 2005 và thu hút được một lượng độc giả không ít. Tròn 30 năm kể từ khi Rocky ra đời, năm 2006, tập phim cuối cùng với nhân vật Rocky Balboa huyền thoại ra mắt công chúng. Bộ phim đón nhận sự khen ngợi từ cả giới phê bình lẫn khán giả, đem về doanh thu tổng cộng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho loạt phim này. Những năm gần đây, tên tuổi Stallone còn gắn với The Expendables, biệt đội đánh thuê. Phần 1 bộ phim hành động này ra mắt năm 2010 đã gây được tiếng vang lớn vì đây là tác phẩm do ông làm đạo diễn, biên kịch và thủ vai chính, Bonnie Ross. Hè năm 2014, Sylvester Stallone tái ngộ khán giả với The Expendables 3. Mặc dù không còn làm đạo diễn, nhưng sức ảnh hưởng của ông đối với bộ phim vẫn lôi kéo được nhiều ngôi sao hành động hàng đầu tham gia như Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Lý Thiên Kiệt, Harrison Ford, Mel Gibson, Wesley Snipes hay Antonio Banderas. Năm 2015, Sylvester Stallone trở lại làm Rocky trong Creed. Dù không còn xuất hiện trên tựa phim và đã lui vào hậu trường, Rocky vẫn biết cách truyền cảm hứng cho khán giả như cách mà nhân vật này đã từng làm được như cách đây 4 thập niên. Tấm lòng đáng ngưỡng mộ. Điều đầu tiên Stallone làm với 35.000 đô tiền kịch bản Rocky là đi tìm chú chó đã đồng hành với ông trong những ngày khốn khổ. Stallone mất 3 ngày đứng bên quán rượu chỉ để chờ đợi gặp người đàn ông đã mua chú chó ấy. Và vào ngày thứ 3, ông đã thấy người đàn ông ấy đến cùng với con chó. Stallone giải bày lý do tại sao ông phải bán chú chó đi và cầu xin được chuộc lại nó. Ông đề nghị trả 100 đô để mua lại con chó, nhưng người này từ chối với lý do không quan tâm đến chuyện thương lượng kiểu đó. Ông nâng số tiền lên đến 500 đô, người này vẫn lắc đầu. Ngay cả khi ông đã trả đến 1.000 đô rồi mà người đàn ông này vẫn không động lòng, một mực nói, không một số tiền nào có thể thuyết phục tôi đồng ý bán con chó này.
Trong khi hầu như ai trong chúng ta cũng sẽ chấp nhận bỏ cuộc khi gặp vấn đề như thế, nhưng với Stolon thì không. Cuối cùng, ông đã chuộc lại được người bạn cũ của mình bằng một khoản tiền lên tới 15.000 đô. Chưa hết, ông còn phải hứa trao cho người đàn ông kia một vai diễn nho nhỏ trong bộ phim sắp tới của mình. Và cuối cùng, ông đã lại có thể ở bên chú chó cưng của mình. Cuộc đời Sylvester Stallone luôn có một thông điệp ý nghĩa. Chúng ta luôn luôn có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì to lớn trong đời, trừ khi bạn biến nó thành việc phải làm. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!